chào tất cả các quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thành Tâm Audio. Buổi chiều ngày hôm nay thì em giới thiệu tới các bác một combo nghe nhạc là sự kết hợp giữa chiếc âm Pleiadian đến từ thương hiệu Chi của Japan và cặp loa Bookshelf đến từ thương hiệu Kessel của Anh Quốc. Đây là một sự kết hợp rất là tuyệt vời để các bác có thể bày biện cũng như để thưởng thức âm thanh trong không gian riêng tư của các bác. Đặc biệt về chiếc âm Chi này thì ngoài cái khả năng phối ghép được với cặp loa Kessel Knight 2 này ra thì nó còn phối ghép được với rất nhiều những cái dòng những dòng loa khác nhau, kể cả những cái dòng loa thùng, loa cột, đặc biệt là loa toàn giải các bác nhé. Đây là chiếc Pleiadian đến từ thương hiệu Chi và chúng ta có một cái tên gọi rất là quen thuộc, đó là Chio. Và cái Pleiadian này nó sẽ sở hữu cái tên mã là TRV35SE và đây là một trong những cái phiên bản đặc biệt, phiên bản AK Original, một trong những cái phiên bản limited của Chi. Và ở trên cái chiếc âm Chi này thì cái chủ cũ của từ bên Nhật thì họ đã cũng đã đổi thay đổi hoàn toàn cái hệ thống bóng công suất cũng như bóng pre sang một hệ thống bóng khác của Mỹ cao cấp hơn. Chiếc âm này thì em cũng đã có làm clip chi tiết giới thiệu về nó cũng như là một clip riêng, thì mức giá của nó dao động khoảng 26 triệu. Bạn nào quan tâm tới con âm Chi này thì có thể liên hệ tới số hotline bên em. Còn ngày hôm nay thì em lựa chọn cặp loa Kessel Knight 2 này để phối ghép với chiếc âm này để tạo ra một combo nghe nhạc nó ở cái mức độ vừa phải. Và cái cặp loa này như các bác nhìn thấy đây thì cặp loa với cái thiết kế là loa Bookshelf nhưng mà thiết kế một cái kiểu dáng rất là to cao. Chiều cao của nó phải lên tới khoảng gần 40cm các bác nhé, và chiều sâu là 30, chiều rộng là khoảng 20cm. Sở hữu hai đường tiếng, Kessel Knight 2 sẽ có cái driver bass là khoảng 13cm và tép dome đường kính 3cm các bác nhé. Còn loa Kessel này thì nó sở hữu một cái màu sắc rất là đặc biệt, đó là màu gỗ cháy. Thì khi các bác nhìn vào tổng thể mặt của loa thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái vân gỗ và nó sẽ cháy xém ở các cạnh màu đen rất là đẹp. Cặp loa này thì cũng đã được Thanh Tâm Audio đưa về cách đây khoảng hơn một năm trước với cái thông tin là hàng chính hãng nhập khẩu bởi Nguyễn Audio. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này nó hết hàng khá là lâu rồi. Ngày hôm nay thì em mua được một cặp đã qua sử dụng, tuy nhiên hình thức vẫn là hàng thùng xốp. Hình thức góc cạnh đẹp xuất sắc, mức giá của cặp loa là 8 triệu các bạn nhé. Cặp loa sẽ chơi ở trở kháng 8 ohm và công suất âm play định mức có thể phối ghép với nó từ 15 cho tới 150W, là phối ghép rất là phù hợp. Hiện tại thì em đang ghép với Chi TRV35SE. Quay cho các bác cận cảnh để các bác có thể nắm bắt được hình thức của cả bộ đôi thiết bị này. Con Chi này thì với cấu hình đó là sử dụng 7 bóng, 4 bóng công suất và 3 bóng pre đến từ thương hiệu Dragon. Và Chi là Chi đến từ Nhật các bác nhé. Còn đây là cặp loa, như đã chia sẻ với các bác thì nó sở hữu một cái màu sơn, đó là màu gỗ cháy rất là đẹp, họ làm rất là tinh tế. Nó dạng như kiểu nó cháy hết cái phần cạnh ấy, còn để phần cái phần thân và lòng nó màu gỗ rất là đẹp. Hai đường tiếng, chép đôm đường kính 3cm rất là đẹp, gân cao su, bát cực chắc các bác nhá. Và con này phía sau của loa thì chúng ta sẽ có cầu loa theo dạng BY với hai cầu độc lập, Kessel Knight 2. Còn về thông tin của ampli thì chúng ta sẽ có một con ampli đánh với hai trở kháng, đó là 6 và 8 ohm, nguồn điện 100V với 4 ngõ vào tín hiệu. Ở phía trên nhìn xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái toàn bộ cái biến thế nguồn sẽ được đúc trong một cái khuôn, đó là cái đặc trưng của chiếc ampli Chi TRV35SE này. Cặp loa với mức giá là 8 triệu các bác nhé, ampli với mức giá là 26 triệu. Thì bác nào quan tâm tới bộ đôi này thì có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hơn dối nên người mỗi nơi xa rồi. Vẫn vương từng phút giây êm đềm cũ người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm lãng quên. Từ khi vào linh rồi, lại
xa cuộc vui ngày nào toàn có gian dối. Tôi mới chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời đừng còn nghĩ gì, ước mơ làm chi một lần buồn chưa bôi xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lành, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tính hay hơn dối nên người mỗi từng phút giây êm đềm cụ người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm lãng quên. Từ khi vào lính rồi lánh xa cuộc vui ngày nào toàn có gian dối. Tôi mới chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi một lần buồn chưa bôi xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lành, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Bạn nào quan tâm tới Amplichi TRV 35SE cũng như cặp loa Kessel Grand 2 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Xin cảm ơn.